Xin chào quý bạn, rất vui gặp lại quý bạn trong video tiếp theo của PC Minh. Mình mới nhận được một cái kiện hàng khá là to này, cách đây cũng mấy hôm rồi. Cái kiện hàng này là của bạn Nguyễn Đình Giang này các bạn này. Bạn ấy gửi cho mình một cái combo. Mình không nhớ chính xác là ở bên trong nó là cái gì, nhưng mà bạn ấy cách đây một năm bạn ấy có mua của mình một con RX580 các châu bảo hành mới về đấy. Sau thời gian sử dụng hơn một năm thì bạn ấy bảo bây giờ nó không lên được. Và cái bạn gửi theo còn cái combo của bạn ấy để bạn ấy nhờ mình test xem mà vấn đề nó nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó là cái gì các bạn nhé. Mình cũng chưa không nhớ là cái gì nữa. Một cái hộp mà khá là to này. Trong này là một cái hộp nữa này. Ở đây chúng ta sẽ có một con CPU à. Một cái ổ cứng 80GB à. Trong này còn có một thanh RAM nữa này các bạn này. Thanh RAM này là RAM DDR2 thôi các bạn nhé. 1GB 600 này. Một cái cục nguồn. Hy vọng là bạn ấy không dùng con 580 chạy trên cái cục nguồn này các bạn nhé. Cục nguồn này là nguồn ảo thôi, nguồn công suất ảo chứ không phải là công suất thật đâu. Chạy trên con này thì chắc toi mất. Chắc không phải đâu ạ. Đây, còn một cái hộp to nữa này. Một con Vega này. Trong này hãng còn một con CU nữa các bạn nhé. Đây. Đây là toàn bộ những gì chúng ta có này. Con này là con E5400, con này là sốc kép 775 thì con này chỉ để trang trí thôi. Chúng ta sẽ bỏ nó sang một bên. Con này là con E5700 thì cũng trang trí thôi, chúng ta sẽ để nó sang đây nhá. Chúng ta sẽ còn một con Vega này. Vega này là con Vega gì? Vega trụi hết cả rồi các bạn này. Đấy, trụi thụt lụi hết rồi. Không có cái sắt xi chắn ở đây. Nhưng mà chắc là vẫn chạy được hay sao ấy. Con này là con 750 OC 2GB D5 này. Đó, mà trụi hết cả rồi. Thôi, chúng ta cứ để đấy nhá. Đây, chúng ta có cục nguồn đây các bạn này. Ui, ở đây vẫn còn một con Vega nữa này. Con này là con 730 1GB D5 OC này. Đây, chúng ta có một cục khá là to. Hy vọng cái này là nguồn các bạn nhé. Ui giời ơi. Con nguồn Acro VX Plus 600. Con này giống hệt cái con lần trước của bạn là chủ tịch cây 21 triệu sử dụng cái nguồn này các bạn này. Con nguồn này thì nhìn công suất thì khá là to, nhưng mà nói thật với các bạn là mình không ưa con này chút nào. Con này khá là lỏng. Nó chỉ được cái to thôi. Các bạn nhìn sâu trong linh kiện kìa. Trông rất là nhỏ. Và trông nó có gì đó trông hẻo hẻo. Mình không khoái con nguồn này tí nào cả. Con này mà kéo Vega thì nếu mà vướng phải con tọt thì dễ đi lắm. Đấy. Con này mua 2019 này. Vẫn còn bảo hành các bạn nhé. Combo AMD. Có cả thẻ M2 đây các bạn này. Đúng rồi, thẻ M2 này. Đấy. Nhưng mà cái hãng này mình cũng chưa gặp bao giờ. Hãng này là hãng gì ấy? Chúng ta có con Ryzen 5 2600 các bạn nhé. Main này là main gì nhỉ? À, main này là main ASRock B450 Pro F này. Hai cặp RAM. Hai thanh RAM. RAM này là không biết là RAM mấy GB. Mà bạn bảo cái combo này nó vẫn chạy được thì chúng ta sẽ không phải nói nhiều nữa. Ui. Bên trong này vẫn còn một cái đế này, cái đế này đế bắt quạt và nhiệt này. Trong này còn một cái ổ nữa này. Cái ổ cứng này là bao nhiêu ghi nhỉ? Mình chưa nhìn thấy dung lượng của con này ở đâu cả. À, 500GB đây các bạn này. Hay một cái ổ laptop 500GB đấy nhá. Và để sang đây. Rồi. Không này, đây. Con này chính là con mình bán cho bạn ấy cách đây cũng khá là lâu rồi. Bạn ấy dùng được một năm rồi nhưng mà là vẫn còn rất sạch sẽ các bạn này. Đấy. Yeah. Ống đồng vẫn còn sáng choang luôn. Em siêu rồi vẫn còn này. Con này của Combulin này. 2017 của Combulin.
tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2020 là hết bảo hành mất rồi các bạn này. Mà kể cả còn bảo hành đi nữa thì combo lần bây giờ cũng khó bảo hành lắm. Không bảo hành được. Nói chúng thế. Và con này chính là con RX580 8GB các bạn này, OC XFX các bạn nha. Em mua cách đây một năm rồi nhưng mà bạn ấy vẫn còn rất là sạch sẽ đẹp. Con điều là con 580 này của mình mà bạn ấy lại kéo con nguồn này thì buồn đời quá các bạn ạ. Khuyên anh em thần tình cái con nguồn này nếu như không phải bắt buộc mà nếu như không được tặng thì tốt nhất là không nên dùng các bạn nha. Rất là tàu luôn. Rất nhiều bạn đến bây giờ là trường hợp bạn này nữa là trường hợp bạn thứ tư hay thứ năm rồi dùng con nguồn này và chết Vega và đều là Vega trâu các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ chuyển vào xưa kia để nắp ráp vào chúng ta test thử xem là vấn đề nằm ở đâu các bạn nhé. Xong rồi đây các bạn nhé, mình đã lắp ráp xong rồi, chúng ta sẽ test với con Vega cỏ này trước để xem là nó có lên được không nhá. 2 3 chạy rồi đấy. Có lên được không hả các bạn? Chưa thấy gì cả. Bàn phím vẫn tối đen. Bàn phím sáng rồi. Bàn phím lên rồi nhưng không thể xuất hình ra màn hình các bạn ạ. Con màn có điện này. Bàn phím sáng này như này là cái combo main chip RAM của bạn này là ok rồi này. Đấy, bàn phím sáng này. Nhưng mà màn hình thì không thể xuất hình. Con này không thể xuất hình này. Chúng ta sẽ thử tiếp con kia xem sao nhá. Ok, đã thay xong rồi nhá. Chúng ta sẽ thử lại xem có hình không. 2, 3. Có lên không? Bàn phím vẫn chưa thấy gì. Bàn phím vẫn sáng rồi này. Bàn phím sáng rồi nhưng vẫn không xuất hình. Không biết là hai con này có bị ẩm không. Đấy, bàn phím sáng rồi này. Nhưng mà không thấy xuất hình ra ngoài màn hình. Cắm lung cáp rồi. Đấy. Hai con này lại không thấy xuất hình ra ngoài. Xong con 580 của mình này. Con này hôm trước vẫn chạy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nó có lên không. 2, 3. Liệu có hình không? Bàn phím này. Chưa thấy đâu cả. À, có hình nha. Lên. Đấy, gọi chữ Arock à. Hai em này chắc là lát nữa mình sẽ vệ sinh lại. Xem sao à. Có cả ổ M2 nên nhưng lại không thấy vào win này. Đấy, có M2 này. Nhưng mà báo là không vào win này. Đó. Try to driver. Nhưng mà thôi, có hình là được rồi. Bây giờ đến chúng ta sẽ thử lốt con 580 khủng này các bạn nhé. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Mình sẽ thử xem sao. Ok các bạn nhé. Đã lắp được con XFX của bạn ấy vào rồi này. Con mấy con cạc trâu ấy, à con cạc RX này, bao giờ nó cũng có một cái nút bật BIOS này. Đấy, nát nữa chúng ta sẽ giải quyết nút cả cái nút gạt đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bật thử để xem nó có lên hay không. 2 3 Đấy, chạy rồi. Liệu có hình không hay là đi thật. Bàn phím vẫn chưa thấy gì các bạn nhé. Bàn phím sáng rồi. Không có cả hình, không có màn hình luôn. Tối đen rồi, không có hình rồi. Đấy. Thế là 3 con này của bạn đây đều không lên hình này. Đấy, cả 3 con. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái nút gạt BIOS ở trên này này. Để chúng ta gạt sang bên kia để xem nó có lên được không nhá. Này hơi khó. Đấy, chúng ta gạt nó sang bên này rồi này. Giờ chúng ta sẽ thử lại xem nó có lên được không. Hay nó đi thật rồi. 2, 3 nha. 2, 3. Đó. Chạy à. Lên hình đi. Bàn phím vẫn chưa thấy gì. Sáng bàn phím rồi. Vẫn không có hình các bạn ạ. Đấy, không có, sáng bàn phím vẫn không có hình. Giờ chúng ta sẽ vệ sinh một lượt xem mà nó sẽ như thế nào nhé. Các bạn chờ một lúc để mình lấy cái lướt thánh của mình ra vệ sinh một loạt xem nào. Vệ sinh cái con giấy 580 này là nó chỉ là một cái hy vọng rất là mong manh thôi. Chứ còn dùng cái nguồn agro kia là mình thấy không khoái rồi.
các bạn cứ bảo là nó vẫn lắp vẫn chạy bình thường, tất nhiên là mới chạy thì nó chả sao cả, nhưng cũng giống như các bạn thôi. Nếu như mà các bạn cứ ăn đói, ví dụ như các bạn đang ăn 3 bữa, đang yêu cầu phải ăn 3 bữa một ngày, 3 bát một ngày một bữa, bây giờ mà các bạn ăn một bát một bữa thì nó sẽ khác rất là nhiều. Cái này cũng thế, thường xuyên ăn ít đi thì điện áp nó vào nó ít, thì khả năng con này rất cao là nó bị tèo mất cái con GPU rồi, tèo mất con GPU các bạn nhé. Vệ sinh cái này chỉ là hy vọng mong manh thôi, nhưng mà chúng ta cứ thử xem nó có lên được không nhé. Các bạn chờ một lát đi. Đó, chúng ta vừa vệ sinh xong ba em này rồi nhé các bạn nhé. Giờ chúng ta sẽ bật lại xem con nào chạy được. 2, 3. Đấy, nó có lên không? Ô, lên. Đấy, con này lên rồi các bạn này. Đấy. Đã vệ sinh xong thì chúng ta đã được một em đầu tiên nhá. Em MSI à. Đấy. Đã lên. Đã có hình. Vừa lấy là gì nhỉ? Quên mất rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ thử xem nó có lên được không nhá. 2, 3. Chúng ta đã được một em rồi. Em này sao? Có lên không? Em phải chưa thấy có động đậy gì các bạn này. Cắm em này vào cây và không thèm lên luôn này. Màn hình này, bàn phím tối đen luôn. Đó, nó không làm, nó làm cho cái cây không lên được luôn này. Chúng ta thử. Ơ, lên này. Đấy, để chán thì lại lên này. 730, 750 này. Đấy. Bàn phím vẫn không thấy đâu thì lại lên hình. Thế mới khoai chứ. Là chúng ta đã có hai em rồi nhá. Hy vọng là em này có thể, hy vọng là con châu này của chúng ta có thể lên được các bạn nhé. Đó, đổi sang con RX580 rồi các bạn nhé. Hy vọng mong manh là em nó lên được, chứ không thì hơi bị tiếc vì hết bảo hành mất rồi. 2, 3. Lên không? Chưa thấy gì các bạn ạ. Này, không thấy gì. Ơi, bàn phím lên rồi nhưng vẫn không có hình các bạn này, không xuất được hình ra ngoài luôn. Ê, mi a, chúng ta sẽ đổi thử cổng cổng khác xem nó có lên được không nhá. Chúng ta đã đổi nó sang HDMI rồi, thử lại phát lửa các bạn nhá, xem là có phải nó chết cổng không. 2, 3. Đấy. Lên không? Chưa thấy gì. Lên bàn phím rồi nhưng vẫn không có hình các bạn. Con mà con Vega đẹp vãi luôn, ống đồng vẫn còn sáng bóng luôn này. Không lên được, thế mới ác chứ. Ok, bài ốt phát lửa cho nó chắc ăn nào. Lại gạt bài ốt lại rồi đấy các bạn, không biết là nó có lên được không, phí quá. Con này chắc lại phải kiếm cách xử lý rồi, vẫn không lên này các bạn. Bàn phím sáng rồi nhưng không có hình. Nếu mà bạn nào mà đang sử dụng RX570 với 580 ấy, thì tốt nhất là không nên dùng cái nguồn này. Mình không biết là nguyên nhân chết có phải là do cái nguồn này không, thế nhưng đến ở thời điểm hiện tại con này là con thứ 5 những đến đây có chết Vega và sử dụng nguồn này các bạn nhé. Thật ra thì với linh kiện máy tính ấy, nếu mà để chết ấy, thì nó cũng khá là nhiều nguyên nhân, ví dụ chập choạc hay là tự nhiên đến ngày đến giờ nó chết thì nó cũng có, thế nhưng mà một phần lớn rất là nhiều là ảnh ở cái nguồn này, nó cung cấp điện áp không đủ ra để cho các bạn thì các bạn sẽ bị chết linh kiện rất là dễ. Nó cũng giống như các bạn ăn cơm như mình nói ngay từ đầu ấy, là các bạn đang ăn 3 bữa một ngày, ăn 3 bát một bữa, bây giờ các bạn chỉ ăn một bữa thôi, cứ lâu dần như thế là thành đói vì là nó sẽ lịm đi thôi. Còn mới đầu tất nhiên cắm vào nó sẽ vẫn chạy bình thường, vì cái đây hẳn 600, chả biết là 600W hay không. Đấy, ghi 600W này nè. Nên là mới đầu nó có thể chạy rất là ngon, nhưng lâu dần nó sẽ yếu và nó lịm đi các bạn nhé. Cái con Vega này của mình à, con Vega này này, nó không phải là cạc trâu nhá. Đấy, con này là cái con nó là trâu nhưng đã được Comblin này, người ta đổi bảo hành mới cứng này. Các bạn nhìn này. Đấy, ống ốc yếc sáng sạch bẹo bong, không có bất kỳ một cái gì cả. Mới dùng được 15 rồi nó mới chết thì khả năng rất cao là do con nguồn chứ không phải là do cái main hay do chập choạc cái gì cả các bạn nhé.
bởi vì con này đã được đổi mới thì nó không phải là trâu. Bybot Bayek nó phải là Bybot chuẩn rồi, không phải Bybot mốt. Nên là cái việc dẹo như này tỷ lệ rất cao là do con nguồn kia các bạn nhé. Và giờ mình cũng chưa biết tìm cách xử lý như nào, bởi vì Combinlin thì ở đây đã hết bảo hành hãng rồi này. Mà còn bảo hành hãng này nữa thì bây giờ cũng không tìm được ông Combinlin này cơ. Combinlin này không biết tìm cái chỗ bảo hành ở chỗ nào. Đó, rất là tiếc luôn, mới như này mà ra đi không có một cái hạt bụi nào cả. Đó, thôi để nghĩ cách giải quyết tiếp vậy. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.